Bản tin cập nhật ngày 13 tháng 11 Ứng viên Thượng viện Mỹ, ông Trump là Tổng thống duy nhất chống lại Trung Quốc Cựu Tổng thống Donald Trump vạch ra chiến lược cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử 2022 Số lượng người Mỹ bỏ việc tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại Bloomberg, đạo luật cơ sở hạ tầng của ông Biden có thể mang lại lợi ích cho các công ty Trung Quốc Khảo sát, Hoa Kỳ thay thế Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới Kính chào quý vị, Nguyễn Thư rất vui được gặp quý vị trong bản tin cập nhật sáng ngày 13 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị khi đã bấm like, share và để lại bình luận với mỗi video của DKN TV trên các nền tảng mạng xã hội, xếp chat và Youtube, giúp cho chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin cập nhật sáng ngày 13 tháng 11. Ứng viên thượng viện Mỹ, ông Trump là tổng thống duy nhất chống lại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ứng viên cho thượng viện Hoa Kỳ, George Mendel, vào hôm thứ năm nói với Breitbart News rằng cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Quốc hội đều thất bại về chính sách liên quan đến Trung Quốc và những vấn đề mà người Mỹ đang gặp phải, chứng minh tầm quan trọng của chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của cựu tổng thống Donald Trump. Ông Mandel nói, "Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy bây giờ với vấn đề vận chuyển hậu cần và đưa hàng hóa đến nước Mỹ, nó làm nổi bật chương trình nghị sự của nước Mỹ trên hết và trọng tâm của ông Trump trong chương trình nghị sự đó được đưa vào sản xuất và chế tạo những thứ ở Hoa Kỳ. Ứng cử viên thượng viện nói thêm rằng vấn đề trong chính trị ngày nay là bạn có tất cả những chính trị gia này ở Washington, Đảng Dân chủ và cả Đảng Cộng hòa, những người đang suy nghĩ về chu kỳ tin tức 24 giờ và chu kỳ bầu cử, trong khi Tập Cận Bình và người Trung Quốc họ lại đang suy nghĩ về hàng thập niên, hàng thế hệ và thế kỷ. Ông Mandel nhấn mạnh, và chúng ta cần các thượng nghị sĩ và các nhà lãnh đạo ở đất nước này, những người sẵn sàng suy nghĩ dài hạn, những người sẵn sàng suy nghĩ chiến lược và những người có nghị lực và lòng dũng cảm để đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc hung hăng. Ông Mandel cho rằng, cả các chính trị gia Đảng Cộng hòa và Đảng Dân Chủ đều thất bại khi đối phó với Trung Quốc. Ông nói, Họ đã thất bại trong việc đấu tranh cho người dân nước Mỹ. Tổng thống Trump là tổng thống đầu tiên mà tôi thấy thực sự chống lại Trung Quốc khi nước này gian lận kinh tế, chống lại Trung Quốc khi họ thao túng tiền tệ và đánh cắp tài sản trí tuệ. Chuyển sang một diễn biến khác. Cựu tổng thống Donald Trump vạch ra chiến lược cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2022. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ tư trong cuộc họp của Ủy ban Quốc hội của Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRCC) Tổng thống Donald Trump đã vạch ra chiến lược cho đảng tiến vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Sau những kết quả tốt ngoài mong đợi trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang Virginia và New Jersey, Đảng Cộng Hòa lạc quan về triển vọng của họ trong các kỳ bầu cử giữa kỳ vào năm tới. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng Hòa Quốc gia, ông Trump tin rằng Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn vào năm 2022. Ông Trump nói, chiến thắng của Đảng Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 11 mới chỉ là bước khởi đầu. Ông phát biểu rằng, nếu chúng ta làm công việc của mình và gắn bó với nhau, thì đúng một năm kể từ hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một làn sóng đỏ khổng lồ quét qua toàn bộ đất nước của chúng ta và chúng ta sẽ kỷ niệm cuộc bầu cử của đa số Đảng Cộng Hòa tại viện lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông nói thêm, Đảng Dân Chủ là một ngôi nhà của những quân bài đã sẵn sàng để bị lật đổ. Joe Biden nancy pelosi và toàn bộ đảng dân chủ cấp tiến đang hướng tới một cuộc khủng hoảng chính trị với tỷ lệ chưa từng có nếu các đảng viên đảng cộng hòa có thể gắn bó với nhau chúng ta có thể đánh bại họ ở các thành phố và tiểu bang xanh thẳm và chúng ta cũng có thể đánh bại họ ở bất kỳ đâu nhưng chúng ta phải đoàn kết nếu chúng ta đoàn kết chúng ta sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của nancy pelosi một lần và mãi mãi sau khi đưa ra những dự đoán này, cựu tổng thống Trump đã chuyển sang một cuộc thảo luận về Đảng Cộng hòa, đề cập đến việc đảng này sẽ phát triển như thế nào khi tiến tới cuộc bầu cử vào năm 2022 và các chính sách mà Đảng Cộng hòa nên thực thi. Về cơ bản, ông Trump đã đề xuất một đảng theo chủ nghĩa dân túy với trọng tâm là phúc lợi kinh tế và các giá trị văn hóa của tầng lớp trung lưu Mỹ. Ông Trump nói: để cứu đất nước của chúng ta, Đảng Cộng Hòa phải là đảng chiến đấu quyết liệt vì lợi ích kinh tế của công nhân Mỹ. Đảng mạnh dạn nói lên lợi ích xã hội của các gia đình Mỹ và là đảng tự hào vì các giá trị văn hóa của những người Mỹ yêu nước, kính sợ Chúa. Ông tiếp tục, một số gọi đây là chủ nghĩa dân túy của Mỹ, một số gọi là chủ nghĩa bảo thủ quốc gia. Tôi gọi đó là đặt nước Mỹ lên trên hết. Nhưng dù bạn gọi nó là gì thì nó vẫn ở đây và nó không chỉ là cách tốt nhất để giành chiến thắng mà còn là cách duy nhất để giành chiến thắng. Ông Trump đã so sánh tầm nhìn của mình đối với Đảng Cộng Hòa Cũ. Cựu Tổng thống nói, Đảng Cộng Hòa Cũ là một đảng của các cuộc chiến tranh bất tận, xây dựng quốc gia, chính sách nhập cư lỏng lẻo, các giao dịch thương mại kém khôn ngoan và giao nộp nền văn hóa của chúng ta cho những kẻ đốt phá cánh tả đảng cộng hòa đó đã ra đi mãi mãi ông trump nói thêm chúng ta hiện là đảng của những người lao động chúng ta sẽ cứng rắn với tội phạm mạnh mẽ về biên giới mạnh mẽ về thương mại tự hào về di sản của chúng ta và tự hào về các giá trị mỹ của chúng ta chúng ta sẽ bảo vệ việc làm và tiền lương của công dân chúng ta sẽ bảo vệ ngôi nhà và cộng đồng của mọi người và chúng ta sẽ đánh bại những kẻ cuồng tín đã thức dậy đang cố gắng phá hủy đất nước của chúng ta một số người trong đảng như lãnh đạo phe thiểu số của thượng viện Mitch McConnell và dân biểu Liz Cheney không hài lòng với những phát biểu của ông Trump. Phát biểu tại Kentucky vào hôm thứ hai, McConnell đã đưa ra một quan điểm rất khác về các mục tiêu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2022. McConnell nói: "Tôi nghĩ chìa khóa của năm 2022 là có một cuộc thảo luận với người dân Mỹ về chính quyền mới, Quốc hội dân chủ và những gì họ đang làm." Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử sẽ là về tương lai chứ không phải quá khứ. Cả ông McConnell và Cheney đều đổ lỗi cho cựu tổng thống Trump về các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 và yêu cầu đảng này bỏ qua ông Trump. Nhưng cựu tổng thống Trump vẫn duy trì ảnh hưởng lớn trong Đảng Cộng hòa. Phần lớn thành viên Đảng Cộng hòa vẫn coi cựu tổng thống là một nhà lãnh đạo trong đảng này. Chuyển sang một diễn biến khác số lượng người Mỹ bỏ việc tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại. Kính thưa quý vị, số lượng người dân Mỹ đã bỏ việc vào tháng 9 đạt mức cao kỷ lục. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu. Tổng kết việc làm hàng tháng của Cục Thống kê Lao động cho thấy hơn 4 triệu người đã tự nguyện bỏ việc trong tháng cuối cùng của quý thứ ba. Báo cáo cho biết, số lượt lao động bỏ việc đã tăng trong tháng 9 lên mức cao nhất là 4,4 triệu. Tỷ lệ bỏ việc cũng tăng lên mức cao nhất là 3,0%. Các ngành có tỷ lệ bỏ việc lớn nhất là nghệ thuật, giải trí, báo cáo cho biết. Kỷ lục của tháng 9 là 4,4 triệu lượt bỏ việc đã vượt qua cả kỷ lục thiết lập tháng trước với 4,3 triệu người bỏ việc. Tỷ lệ rời bỏ công việc trong tháng 9 cũng phá vỡ kỷ lục 21 năm, Bloomberg đưa tin. Biên tập viên kinh tế Molly Smith của Bloomberg lưu ý, tỷ lệ nghỉ việc hay số lượng rời bỏ việc làm trong tháng tính theo phần trăm tổng số việc làm đã tăng lên 3% vào tháng 9 cũng là một kỷ lục trong dữ liệu từ năm 2000. Vào cuối tháng 9, 10,4 triệu việc làm đã được mở rộng trên toàn quốc khi các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động. Báo cáo được đưa ra khi tòa Bạch ốc đã cố gắng mô tả thị trường việc làm và nền kinh tế là lành mạnh, trong khi hạ thấp hoặc hoàn toàn bỏ qua tình hình lạm phát tăng vọt. Vào hôm thứ hai, tài khoản Twitter của Tổng thống Joe Biden đã kỷ niệm tỷ lệ thất nghiệp 4,6%. Tài khoản này đã khoe rằng người Mỹ đã trở lại làm việc Chuyển sang phần tin tiếp theo. Bloomberg, đạo luật cơ sở hạ tầng của ông Biden có thể mang lại lợi ích cho các công ty Trung Quốc. Thưa quý vị, dự luật cơ sở hạ tầng của tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông qua, có thông tin cho rằng dự luật này thu hút sự quan tâm của các công ty Trung Quốc, vì điều này sẽ làm tăng cơ hội xuất khẩu cho các công ty Trung Quốc này. Bloomberg đưa tin vào ngày 11 tháng 11, vào tuần trước Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la Mỹ của chính quyền Biden đã được thông qua. Việc nâng cấp mọi thứ từ đường cao tốc, tàu hỏa đến internet đều là phạm vi cung cấp tài trợ của dự luật này. Sự gia tăng các hoạt động cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với việc cần nhiều máy móc hơn. Theo báo cáo, các biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm kiềm chế các ông lớn bất động sản cũng khiến các công ty công nghiệp gặp khó khăn. Trong tháng 10, doanh số bên máy xúc của Trung Quốc đã giảm 30,6% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ khi virus corona bùng phát. Các nhà đầu tư nhanh chóng bán tháo cổ phiếu của các nhà sản xuất thiết bị hạng nặng và máy móc công nghiệp. Những cổ phiếu này thường chỉ được các nhà đầu tư ưa chuộng khi ngành xây dựng đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của Mỹ dường như sẽ làm tăng cơ hội xuất khẩu cho các công ty Trung Quốc. Trái ngược với doanh số bán hàng ảm đạm ở Trung Quốc, nhu cầu mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài sẽ thúc đẩy việc xuất khẩu máy xúc Trung Quốc. Theo các nhà phân tích của công ty Daiwa Capital Markets Hồng Kông, xuất khẩu máy xúc của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục với mức tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng Mỹ, nhu cầu sử dụng nhiều xe cẩu và máy xúc hơn, đồng nghĩa với việc nước này cần nhập khẩu nhiều bộ phận và thụ tùng hơn. Một số bộ phận do các công ty Trung Quốc sản xuất đã trở thành một phần không thể thiếu trong các thiết bị xây dựng của Mỹ. Trong đó, một số bộ phận chiếm khoảng 1 phần 3 giá thành của một chiếc máy xúc do công ty Trung Quốc cung cấp cho công ty Caterpillar của Mỹ. Trong khi đó, Caterpillar rõ ràng đang là người thắng cuộc trong việc tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của chính phủ Biden. Jiangsu Hengling Hydraulic còn bán sản phẩm cho các công ty khác, bao gồm cả Hitachi Construction Machinery đang hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ. Bloomberg đưa tin rằng, việc thông qua dự luật cơ sở hạ tầng của Biden chung với thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang chuyển biến xấu. Vì vậy, đối với các nhà sản xuất máy móc Trung Quốc mà nói, món quà của Biden mang đến là rất hời. Trước đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu gay gắt về các vấn đề thương mại. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng lo lắng về vấn đề Đài Loan và vũ khí hạt nhân đang không ngừng mở rộng của chính quyền Trung Quốc. Nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Biden Dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tuần tới. Thời gian diễn ra hội nghị lần này có phần khiến người ta chú ý, chính là sau phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tuần này. Báo cáo của Bloomberg cũng cho biết, việc thực hiện dự luật cơ sở hạ tầng dường như phải mất vài tháng, nhưng sự thiếu hụt và chậm trễ trong chuỗi cung ứng toàn cầu có nghĩa là việc đặt hàng sẽ sớm bắt đầu. Không có máy móc và phụ tùng thì sẽ rất khó để ông Biden yêu cầu các bên thi công bắt tay vào công việc. Điều này có chút mỉa mai, nhưng căng thẳng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như sẽ dừng lại tại đây. Khảo sát Hoa Kỳ thay thế Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 11, cuộc khảo sát mới nhất được công bố bởi công ty Bền cho thấy rằng vào năm 2021, người Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho hàng xa xỉ cá nhân so với người tiêu dùng Trung Quốc và đứng số 1 thế giới. Cuộc khảo sát cho thấy, thị trường hàng xa xỉ tích hợp toàn cầu dự kiến sẽ đạt tổng doanh số 1,26 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm nay, thấp hơn khoảng 10% so với năm 2019. Trong số đó, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chiếm 1 phần 3 tổng doanh số năm nay, vượt qua người tiêu dùng Trung Quốc và châu Âu, mỗi bên chiếm 23% tổng doanh số. Trước khi có đại dịch, người Trung Quốc tiêu thụ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới và chi tiêu của họ về mặt theo đuổi các xu hướng thời trang, thời thượng luôn đứng đầu thế giới. Công ty Bền dự đoán các biện pháp phong tỏa và ngăn chặn dịch bệnh của nhiều quốc gia vào năm 2020, đặc biệt là việc gián đoạn du lịch quốc tế, đã khiến tình hình tiêu thụ toàn cầu ảm đạm. Tuy nhiên, với sự thoái trào dần dần của các quốc gia trong năm nay, thị trường hàng xa xỉ cá nhân như phụ kiện cao cấp, đồ da và quần áo đã nhanh chóng trở lại mức trước đại dịch. Và mùa lễ hội mua sắm sắp tới sẽ khiến sức tiêu thụ phục hồi mạnh mẽ hơn nữa. Đối tác của bàn Claudia de Paggio Người phụ trách cuộc khảo sát cho biết, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại kể từ giữa tháng 8 năm nay, nhưng ban vẫn lạc quan về sự phục hồi của thị trường hàng hóa cá nhân. Bà nói, "Chúng tôi khá lạc quan, đã có sự phục hồi hình chữ V rõ ràng trong các sản phẩm cá nhân." Tuy nhiên, báo cáo khảo sát của ban cũng cho thấy, do đại dịch trên toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn qua đi, nên thị trường xa xỉ toàn cầu năm nay bao gồm du lịch ăn uống, tác phẩm nghệ thuật và nội thất cao cấp vẫn còn tụt hậu so với năm 2019. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!